Và như vậy cho Son Sommer và Kata Gregg được quan trọng trận này. May sao trận này thì đối phương là Kata và Gregg. Ở bên này quýt thì lại là không ăn được quả, là trúng quả. Đây là quả đầu 3 cây. Vâng, quả đầu 3 cây cho bài cầm Sumia này. Hy vọng rằng sẽ thấy đồ lùi về sớm. Trên dốc này thì sẽ là 7 cú đầu. Vẫn thấy thêm bãi quả từ Cam Quýt, nhưng đồ lùa về trận này thì chúng ta cần phải tìm. Đừng bảo tôi rằng đây là bầy ưu đầu. Chắc là bầy phụ tôi ưu đầu rồi, nhưng đưa về vẫn hơi xa. Quýt đang phải vẫn cố gắng đưa về cho bầy ưu này để lên được đời. Quần quả đầu là bãi quả bằng 3 cây. Chuyển qua bài vòng như xem nào, bằng bài cho Son bên này thì tạm ổn hơn chút. Khi chúng ta có hưu đầu đưa về cũng như một cây gỗ 75 gần nhà. Và anh em vẫn đang thua, anh em vẫn còn trôn bảo vâng quả đôi 3 cây, quả kép 3 cây thì hơi cay. Còn có thêm vườn thứ bảy cho Son này và một voi tạm thời thời nửa đầu tiên thì ổn thôi. Nhưng cái hoàng gì tìm vẫn đang là một bãi quả dành cho bài cầm cho Son này. Vâng, đang phải chắt chiu cắt chân ra để mà khai thác vâng thêm con hươu này về. Và khúc này anh Nguyễn Văn Hoàng thì bảo tiếng game to hơn cho tiếng game to hay tiếng mic to anh nhỉ? Vâng, tiếng game to hay là tiếng mic to? Vâng, đôi voi đưa về bài cầm cho Son này thì sẽ có thể lên lời tốt dành cho Hoàng Nhi. Vâng, trận này xác suất cao là ông anh đánh kiểu cũng ngào một áo rồi bởi bài cầm Kata. Và trận này thì Quýt nhận thấy Quýt là người chậm dân thì nói chung ông anh người đánh cũng ngào một áo cao. Xác suất cao thì Kata đánh cũng ngào một áo. Khi mà đối phương thì đều là những game thủ coi là top cả thì sẽ soi tham và biết được rằng Cam Quýt là người chậm dân trong map này. Vâng, hai nhà bên kia đánh 25 dân cả. Còn Quýt bên này liệu rằng tìm thêm những đồ ăn nào, đồ ăn khác hay chưa? Vâng, đồ ăn là đủ, nhưng trận này kích 2 là 9 phút 35 giây. 11:35 sẽ lên xong. Trận này mà quả đầu không xấu thì tính ra là bài cũng được coi là tạm ổn. Khi mà chúng ta có tới hai bãi quả phụ dành cho bài cầm Sumeria này. Vâng, chưa ai lên đời cả. Rogan.
Nói chung map này Joseon vẫn người lên sớm nhất trên map này thôi, vẫn là còn hai hưu xong mày hưu đầu. Mà hoàng như vẫn chưa khai thác. Vâng, 26 dân như vậy là 200 dân có giò. Sẽ lên công hay lên đầu vàng? Vâng, sẽ lên đầu vàng và đánh châu P bài này. Bên kia là một Kata và một Gek. Nhưng xác suất cao thì Kata của ông anh sẽ là người đánh cung A một váy. Đây là nhà Gek màu sau. Kata cùng cánh cả Sumeria. Vâng, hình như màu sáu công chưa ăn vàng thì phải. Một tình huống mà dân đang vác quốc để đi quốc vàng. Vâng, vác quốc đi quốc vàng thời điểm phút 12. Chưa ăn được vàng dành cho công. Vâng, bên này đi quýt. Vâng, như vậy Hồng Anh không đánh cung A một ráo vào anh chém. Hồng Anh đánh chém, may sao trận này quýt đang sống. Vâng, Hồng Anh lại vừa làm trò mèo thì phải. Hồng Anh lại vừa làm trò mèo. Vâng, lại vừa làm trò mèo tương vừa rồi. May sao quýt vẫn đang tỉnh. Thực ra vâng, vác sân lên vụt thời điểm mà nhận thấy rằng game thủ cam quýt khả năng cao công gì đây anh ạ. Bên nhà sát mép bản đồ ấy, sát mép bản đồ bên nhà cam quýt vào chỗ 4 giờ thì đang có khá đông dân của ngoài trường đang muốn công cao hoặc công A vào. Vâng, may quá sư tử này là sư tử nhà cam quýt. Vâng, sư tử này sư tử nhà mình đang trợ giúp. Vâng, công rồi, có nhà hoặc là BK hoặc gì đấy xây ra. Mình nghĩ BK cao bởi vì dân cũng A một áo thì mất khá là nhiều lực. Ở trung công ca là cao rồi. Vâng, chuyển sang máy hoàng như đây khi đang người vác quân để sang cứu. Vâng, có sang cứu anh như vậy hoàng như đang chọc thẳng cánh vào nhà công 9x. Vâng, công có tê thứ bài cầm gách này. Vâng, vác cả dân lên vụt. Vâng, vác dân và người chém. Vâng, giết con chết em ơi. Và không đổi màu. Vâng, vác dân nếu bom lên nào hoàng như lượng dân ta là nhiều hơn. Vâng, vác dân sang sân nhà, chúng ta có lợi thế sân nhà trong tuần này. Vâng, ngựa chém chưa có giáp, một con p nữa sinh ra. Vâng, xin dân bên này thì công khả năng cao không có cửa, còn quýt thì sao? Hầu anh đang có khoanh trong ấm góc 6 giờ. Vâng, quýt chỉ cần có khung giờ trận này được để đi bán p hồng anh hoặc đi bán bo nhỏ thôi. Khi bên này thì hoàng nhi vẫn đang khỏe. 2p của công gõ ra khu vực góc 9:30, gần 10 giờ. Trận này chỉ cần quýt có khung giờ sang đây thôi thì nói chung hoàng nhi vẫn là người cần hết. Chỉ cần hồng anh không phải bài quá khỏe chuyển được cung a thôi. Công ca rồi thì chuyển cung a thì hơi khó. Góc 10 giờ anh ơi. Đây rồi, 2p này chuẩn rồi. Vâng, trận này thì giáp đã là giáp 2 rồi, trận này quýt giữ từng này cũng giờ đi bàn P là đủ. Lạc đà anh ơi, lùi phù lại. Đấy, đứng đấy, chuẩn rồi, nó sắp tới đấy, đây. Hàng về. Vâng, hàng về. Bơm gỗ cho quýt đồng A, chứ thôi anh em đóng ép để ăn gỗ sau quần. Thậm chí lên luôn cả vàng lên giáp 4 luôn cũng được. Vâng, ông anh người đi sai rồi, mặc dù là công ca. Nhưng nói chung cho son như này thì cái map vào cho son sẽ được gần đôi. Vâng, lại tiếp tục rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 sang C3. Hy vọng đằng C3 này thì kịch bản nó sẽ khác. Yeah.